đây là người đàn ông bất hiếu nhất tôi từng thấy. Bà mẹ vừa được cho vào quan tài để làm lễ khâm niệm, vậy mà lúc mọi người rời đi cũng là lúc anh cậy nắp quan tài ra, nhưng không phải lấy thi thể mẹ mang đi, mà ai ngờ còn nhét thêm một thi thể khác vào bên trong. Hóa ra người đàn ông này đang làm một điều gì mờ ám. Tuy nhiên điều bất ngờ là tiếng chuông điện thoại trong quan tài vang lên. Có lẽ nào hồn ma biết sử dụng điện thoại, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, hãy cùng cà phê review vào phim luôn nhé. Nam chính là một viên cảnh sát tên Lee Windai, chỉ vài tiếng trước mẹ nam chính vừa mới qua đời. Anh đang lo hậu sự cho mẹ thì nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp, nói có thanh tra đến văn phòng kiểm tra đột xuất, trên đường quay lại đồn để thu dọn chứng cứ. Bất ngờ một con chó chạy giữa đường. Nam chính vội chuyển hướng tay lái để tránh nó, ai ngờ vô tình đâm trúng một người đàn ông. Hyundai xuống kiểm tra thì phát hiện anh ta chết ngay tại chỗ. Trong khi nam chính đang hoang mang định gọi 112, thì nhìn thấy có một xe cảnh sát đang đi tới. Lo sợ mọi chuyện bị phát giác thì anh xong đời. Nam chính vội kéo cái xác vào góc khuất. Rất may chiếc xe đã rẽ sang hướng khác nên họ không phát hiện. Sau đó Hyundai vội vàng nhét thi thể vào cốp xe rồi lập tức rời đi. Nhọ thay nam chính lại gặp chốt cảnh sát chặn phía trước. Họ yêu cầu anh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Hyundai thừa nhận có uống một hớp trong tang lễ của mẹ và giới thiệu mình là thanh tra án mạng hy vọng được qua cửa. Cơ mà anh cảnh sát lại phát hiện vết nứt trên tấm kính, nên đã yêu cầu Hyundai xuống xe. Khi cảnh viên hỏi về số chứng minh thư, nam chính lại cố tình đọc thừa ra một số. Mặt khác khi nhìn thấy họ đang định mở cốp xe kiểm tra, Hyundai liền xông đến quật ngã anh cảnh sát. Thấy nam chính chống trả, cảnh trưởng dùng hơi cay để khống chế anh lại. Đúng lúc này có cuộc gọi đến xác nhận thân phận của Hyundai. Ngay sau đó nam chính liền lên mặt dạy dỗ bọn họ một phen, rồi tiếp tục đi đến đồn cảnh sát. Mà phía bên này tủ đồ của Hyundai đã bị thanh tra phá khóa, quỹ đen cất giấu bao lâu nay đã bị phát hiện, kèm theo một cuốn sổ ghi chép rõ ràng về số tiền đội của Hyundai nhận hối lộ. Lúc này nam chính cũng nhận được tin nhắn của đồng nghiệp, anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Đã vậy em gái còn gọi đến giục anh mau quay trở về nhà tang lễ. Trong lúc đang khâm niệm đóng đinh vào quan tài cho mẹ, thì Hyundai tiếp tục nhận được tin nhắn của đồng nghiệp, báo rằng đội thanh tra đang đến đám tang để bắt anh. Nam chính cảm thấy mọi chuyện trở nên rắc rối, hơn nữa cái xác trong cốp vẫn chưa được xử lý. Trong lúc hai trái trứng cút đang va vào nhau vì run sợ, Hyundai không tập trung nổi nên đã đập búa phải tay mình. Tuy vậy lại nảy sinh một suy nghĩ táo bạo, nam chính lập tức cạy nắp ống thông gió bên ngoài. Tiếp theo dùng đồ chơi của con gái kết nối với sợi dây, sau đó ném vào bên trong. Xong xuôi Hyundai chạy đi mua một chùm bóng bay về đứng trước quan tài mẹ, rồi dùng tiền mua chuộc linh mục để xin được ở với mẹ 15 phút cuối cùng. Đợi mục sư đi khuất, nam chính liền thả chùm bóng che tầm quan sát của camera. Tiếp theo anh điều khiển đồ chơi tiến về phía mình, đột nhiên nó dừng lại nã súng gây ầm ĩ. Hyundai vội tắt điều khiển để tránh gây chú ý. Thời gian đã trôi qua 5 phút mà tiếng súng lại lần nữa vang lên. Bên ngoài cô nhân viên nghe thấy tiếng động kỳ lạ nên vội vàng chạy đi gọi bảo vệ, nhưng cửa đã bị chốt trong. Anh ta liền nhờ phòng an ninh kiểm tra camera, thế nhưng màn hình chỉ thấy tối đen. Trong này nam chính cuống cuồng tìm cách lôi cái xác ra ngoài, rồi nhanh chóng nhét vào trong quan tài, sau đó đậy nắp lại, dùng đế giày đóng đinh như cũ, và cuối cùng lắp cửa sổ thông gió. Ai ngờ từ trong chiếc hòm 6 tấm phát ra âm thanh điện thoại, thì da của xác chết mà Hyundai đã quên lấy ra. Lúc này thời gian sắp hết mà nam chính không biết nên làm gì, chỉ biết cầu xin mẹ mình khiến nó tắt đi. Rất may khi mục sư mở được cửa bước vào, thì chỉ thấy Hyundai đang ngồi yên tĩnh trước linh cữu, còn tiếng chuông đã ngừng reo. Hôm sau quan tài được đem đến nghĩa trang, nam chính bồn chồn lo lắng chiếc điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Đã thế mấy người di quan còn thắc mắc bên trong có gì mà nặng đến vậy. Chỉ đến khi thuận lợi chôn cất mẹ xong, nam chính mới gục đầu khóc vì mừng mọi chuyện không có sai sót gì. Trở về Hyundai dọn dẹp lại xe để phi tang mọi thứ. Với IQ cao, nam chính nghĩ ra một kế sách. Khi thấy chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước mặt, không chần chừ Hyundai liền đeo bảo hộ răng, rồi trực tiếp đạp ga thật mạnh về phía trước, tạo thành vụ tai nạn nhỏ. Khi cảnh sát gõ cửa hỏi thăm, Hyundai liền lôi thẻ ngành ra rồi đổ lỗi tại họ đỗ xe sai quy định. Kết quả nam chính thành công xóa đi mọi dấu vết trên xe. Trở về đồn cảnh sát, Hyundai thản nhiên như không có gì, cơ mà cười chẳng được lâu. Nam chính nhìn thấy lệnh truy nã tên tội phạm giết người Kang Mizu, thôi quả này ôn lần rồi, đây chẳng phải người mà anh tông chết hay sao? Đã vậy đội của anh trực tiếp truy tìm tung tích hắn ta, cả nhóm đến địa điểm tình báo, được cho là chỗ ở của tên tội phạm. Họ chia nhau tìm kiếm nhưng không phát hiện manh mối gì. Đột nhiên Hyundai nhìn thấy con chó đã xuất hiện đêm đó, anh liền đuổi theo thì phát hiện ra đây chính là chỗ mình đã gây tai nạn, vệt bánh xe còn in hẳn trên đường lớn. Nam chính vừa lo sợ vừa tìm kiếm xem mình có để lộ chứng cứ gì không, thì một cảnh sát khu vực đi đến nói rằng đã có một người bí ẩn gọi báo ở đây đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, hung thủ đã cho cái xác lên cốp rồi bỏ đi. Đã thế ở đó còn có camera an ninh. Hyundai lúc này mặt cắt không ra giọt máu. Nam chính cố xin đội trưởng giao vụ án cho mình nhưng không được, vì lo sợ mình bị phát giác, Hyundai mua đồ ăn đến mua chục đồng đội để xem camera có phát hiện ra gì không. Nhưng vì chất lượng video kém mà xe gây tai nạn lại đi quá nhanh nên không nhìn được biển số. Hôm sau một người bí ẩn gọi đến cho nam chính, nói mình đã nhìn thấy vụ tai nạn và hỏi tung tích của cái xác. Hyundai vội vàng cúp máy nhưng hắn vẫn không
không buông tha gọi tới tấp, không gọi được cho Hyundai thì lại gọi cho đồng nghiệp của anh, bắt buộc nam chính phải chạy ra ngoài nghe điện thoại của hắn. Hắn ta đe dọa sẽ báo cáo vụ việc anh giết người, thậm chí còn biết cái xác đã được chôn ở nơi mẹ anh yên nghỉ. Qua tiếng vang trong điện thoại nghe quen tai, Hyundai phát hiện ra người bí ẩn chắc chắn ở gần đây. Anh liền chạy đi tìm thì thấy hắn trong bốt điện thoại công cộng. Nam chính lập tức đuổi theo nhưng hắn đã kịp lên xe. Sau đó người bí ẩn lại gọi tới, nhưng lần này anh không sợ hãi nữa mà còn thách thức hắn, muốn báo cáo hay làm gì cũng được. Cơ mà hôm sau bất ngờ một người đàn ông to lớn xuất hiện trước mặt, túm lấy Hyundai tẩn cho anh một trận, mắng anh tại sao không nghe điện thoại của mình. Đồng nghiệp vội vàng can ngăn. Lúc này ông ta lại nói mình nhận nhầm người và xin lỗi Hyundai. Thì ra ông ta là thanh tra Park Chang-min, là tân cục trưởng mới đến nhậm chức, cũng là người đứng sau giải quyết vụ tham nhũng của Hyundai. Bây giờ nam chính đã nhận ra đây là người bí ẩn đã gọi cho mình, anh liền đi theo vào WC tiện tay chốt khóa trong và hỏi Chang-min muốn gì. Ông ta chỉ ngắn gọn nói tối nay muốn anh mang cái xác của Kang Mi-ju đến. Nam chính vẫn cứng miệng nói mình không biết, còn lao vào tác động vật lý ông thanh tra. Nam chính muốn dạy cho Chang-min một bài học, liên tục dồn ép ông ta tới cùng, ai ngờ Chang-min chỉ đánh lừa. Sau đó cho Hyundai uống no nước bồn cầu, thậm chí bắt anh lè lưỡi liếm sạch, cho tới khi thấy nam chính không chịu nổi mới tha. Vì bảo vệ tính mạng, Hyundai hứa sẽ nộp xác Kang Mi-ju. Ngay buổi chiều nam chính liền đến nghĩa trang đào mộ lôi xác tên tội phạm lên, lục lọi quần áo hắn thì chỉ thấy chiếc điện thoại đã sập nguồn. Kiểm tra thêm thì phát hiện có 2 vết đạn ở ngực, hóa ra anh ta chết vì trúng đạn trước khi bị tông xe. Sau đó Hyundai về nhà của Kang cắm sạc điện thoại vào. Trong lúc đang loay hoay thì nam chính nghe thấy tiếng động, chạy ra xem thì ra là con chó nhỏ. Anh nhìn thấy một chiếc ví, bên trong là tấm danh thiếp có tên ngân hàng tư nhân ủn ỉn. Cùng lúc chiếc điện thoại liền đổ chuông, là bạn của Kang Mi-ju gọi đến hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hyundai không hề lên tiếng, hắn biết không phải Kang nên vội vàng cúp máy. Nam chính liền nhờ đồng nghiệp điều tra thân phận của hắn ta, tiếp đến thông qua định vị bắt được anh ta ở cửa hàng tiện lợi, lấy mạng sống của anh ta ra đe dọa để ép cung. Thì ra Kang đã trộm chìa khóa két sắt cá nhân của Chang-min, còn ông ta ngày còn trong đội phòng chống tệ nạn đã biển thủ một lượng lớn mai thúy, tuồn qua một đường ống do ông ta tự xây dựng để đến chỗ đồng phạm, sau đó pha chế rồi cung cấp hàng cho các quán bar và hộp đêm. Khi gã thanh tra phát hiện tên tội phạm định ôm tiền của mình bỏ trốn, nên đã tiễn anh ta đi gặp ông bà tổ tiên. Trùng hợp Hyundai lại vô tình gây tai nạn và đem cái xác đi, mà chìa khóa Kang Mi-ju luôn mang theo trên người. Nam chính quay lại lục soát trên người anh ta để tìm kiếm, quả nhiên Hyundai tìm thấy một vật giống thỏi son. Đúng lúc này đồng nghiệp của nam chính xuất hiện, anh ấy đã biết chiếc xe gây tai nạn là của Hyundai và cho rằng việc làm của anh đang đi quá giới hạn. Anh đồng nghiệp liền còng tay nam chính lại, tuy nhiên trên đường trở về anh đồng nghiệp cảm thấy nếu làm vậy thì tiền đồ của Hyundai sẽ mất hết, nên quyết định tháo còng tay tha cho Hyundai và còn xé bỏ chứng cứ anh là thủ phạm gây ra vụ tai nạn. Lúc này nam chính mới thú nhận hết mọi chuyện và nhờ đồng nghiệp giúp đỡ. Cơ mà chưa nói hết câu thì tên thanh tra gọi tới, hắn yêu cầu anh bước ra ngoài xe. Ai ngờ vừa quay lưng thì một thùng container rơi thẳng vào xe anh đồng nghiệp. Hyundai nhìn xung quanh chỉ thấy một kẻ đứng trên nóc nhà. Tiếp theo Chang-min lại gọi tới, yêu cầu nam chính nhanh chóng giao xác Kang ra. Hyundai không kìm được cảm xúc khi thấy đồng nghiệp chết oan vì mình, hét to trong điện thoại nói rằng anh sẽ ra đầu thú và kết thúc mọi chuyện. Ai ngờ ông ta đã đến nhà của nam chính, mục đích đe dọa khiến anh không thể rút lui mà phải làm theo lời hắn. Ngay lập tức Hyundai phóng xe như điên trở về nhà, nhìn thấy tất cả mọi người vẫn an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tin nhắn của tên thanh tra lại gửi đến giao hẹn 6 giờ nam chính phải giao xác Kang ra. Sau khi sắp xếp chỗ ở an toàn cho cả nhà xong, Hyundai đến chỗ làm lấy vũ khí, vô tình lại thấy loại bom có thể hẹn giờ. Thế là anh đặt quả bom vào trong cái xác. Ngày hôm sau anh chở thi thể Kang đến điểm hẹn, tự tay vác xác để vào cốp xe cho Chang-min. Sau khi ông ta nhận được cái xác liền trở mặt định thủ tiêu nam chính. Cơ mà Hyundai không hề sợ hãi mà nói rằng mình đã có sự chuẩn bị trước khi đến đây, tất cả những tội danh việc làm tội lỗi của hắn sẽ bị phơi bày nếu như anh bị bắn chết. Nghe vậy Chang-min rén ngang nên đã thu súng về, nhưng đâu biết Hyundai đã kích hoạt bom từ bao giờ. Lúc ông ta vừa rời đi thì chiếc xe nổ tung, nam chính định tặng tên thanh tra thêm vài viên kẹo đồng, nhưng chiếc xe đã chìm nghỉm mất dấu. Đứng hồi lâu xác định ông ta không ngoi đầu lên nữa, Hyundai mới yên tâm quay về nhà. Tuy nhiên nghe tiếng chuông reo, nam chính mở cửa lại thấy tên thanh tra vẫn chưa chết. Hyundai bất ngờ đến á khẩu không nói nên lời. Ông ta ngay lập tức tẩn cho nam chính một trận, đến nỗi anh lăn lê bò trườn vẫn bị dập cho bằng bẹp. Hắn lại còn thích chơi kiểu đẹp mắt, rồi mới quyết định cho Hyundai đăng xuất. Ai ngờ vẫn thấy nam chính cử động. Trong này Hyundai nhìn thấy khẩu súng để dưới tủ, anh cố với tay lấy nó ra nhưng lại bị tên thanh tra kéo lại. Cơ mà sơ hở một cái nam chính liền bỏ chạy. Tuy vậy Chang-min cố đục cửa mở khóa, ai ngờ lại bị nam chính dùng cà vạt treo tay ngược lên. Rồi sau đó Hyundai liều mình trèo sang cửa sổ phòng khách, trong khi anh đang loay hoay tìm súng thì Chang-min đã thoát được ra. Hai bên lao vào vật lộn với nhau, hắn dùng vòi nước xiết cổ nam chính, ngay lúc sắp ngạt thở thì nước nóng xả ra cứu Hyundai một mạng. Tuy nhiên tên thanh tra phát hiện khẩu súng dưới tủ, hai người tranh giành nhau cố với lấy nó.
đến khi Trang Min chạm vào súng nhưng lại vướng đinh, không ngờ khẩu súng bị cướp cò xuyên táo ông ta. Kết cục cuối cùng kẻ xấu đã bị trừng trị thích đáng, còn cảnh sát đã vớt được xe của tên thanh tra, mọi tội lỗi đã bị phơi bày. Nhưng vì vụ án có liên quan mật thiết đến danh tiếng của cảnh sát Hàn Quốc, nên tân cục trưởng mới quyết định giấu sự việc, nam chính bị đình chỉ công tác. Anh định bắt đầu lại với nghề bán thịt nướng với hai em của mình. Trong ngày tảo mộ cho mẹ, vô tình Hyundai lại nhìn thấy thỏi son là chìa khóa két sắt của tên thanh tra. Sau đó nam chính liền đi đến địa chỉ trên tấm danh thiếp ngân hàng ủn ỉn, nhập theo mật mã trên cây son. Trước mắt anh hiện ra cả một kho tài đồ sộ. Vậy là cuộc sống gia đình thoải mái hưởng thụ. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, một share, một follow nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.